Chào mừng các bạn đã đến với kênh Postcard John and Partners Operation Excellence. Đây là nơi chúng tôi chia sẻ những bài học, những công cụ, những kinh nghiệm tới từ những vị chuyên gia của các lĩnh vực khác nhau, từ các công ty đa quốc gia và các công ty lớn tại Việt Nam. Thông qua việc chia sẻ này, chúng tôi mong muốn đem tới cho những quý vị những bài học bổ ích cùng những góc nhìn mới, giúp chúng ta có thể phát huy tốt nhất cho công việc của mình. Đừng quên nhấn nút following và comment bên dưới những thông tin, những chủ đề mà quý vị mong muốn lắng nghe nhé. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Linh lại quay trở về với chương trình podcast của John Partner. Linh vừa tham gia một cái workshop cùng các anh chị trong khối L&D. Thì trong đấy có rất là nhiều các anh chị của khối sản xuất thì có chia sẻ với Linh rằng là Linh ơi, em có nghĩ rằng là một người giám đốc sản xuất thì phải cần có những cái tố chất hay là những cái năng lực nào đó để thành công không? Thì ngày hôm đấy thì bỗng dưng tựng lại và bỗng dưng lại phải mò lên Google để tìm kiếm các thông tin. Thì có lẽ là cái thông tin này thì thay vì Linh Google thì ngày hôm nay thì Linh muốn mời tới phòng thu một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực tư vấn, đó là tiến sĩ Ngô Công Trường. Hiện anh đang là giám đốc chuyên môn của công ty cổ phần tư vấn và giáo dục John and Partners. Thì các bạn đợi trong giây phút nhé, thì Linh sẽ kết nối với anh ngay bây giờ. Rồi, ok, kết nối được rồi đây. Alo, anh Trường ơi, em Linh đây ạ. Anh có nghe em rõ không ạ? Rồi, anh nghe Linh ơi. Xin chào Linh với xin chào quý vị khán giả nha. Dạ, xin chào anh Trường ạ. Rất là cảm ơn anh. Lại vẫn là lời cảm ơn đầu tiên, bởi vì anh đã nhận lời tới phòng thu ngày hôm nay ạ. Anh Trường ơi, thì trong lúc chờ anh thì em có chia sẻ với lại khán giả rằng là em Linh có tham dự một cái workshop các anh chị tiền bối L&D ấy. Thì trong cái buổi workshop đấy thì mọi người rất là trăn trở về các cái chương trình đào tạo dành cho các anh chị quản lý sản xuất ấy. Rất là may mắn khi mà em nghĩ tới anh, bởi vì là em nhớ là khi mà em xem trong LinkedIn ấy, trong profile của anh thì anh đã từng là giám đốc của các nhà máy, mà các nhà máy đấy là các nhà máy lớn và các nhà máy đa quốc gia tại Việt Nam ấy anh. Thì anh có sẵn sàng chia sẻ với quý khán giả về một vài cái đôi điều về bộ phận quản lý sản xuất không anh? Đầu tiên là rất là cảm ơn Linh đã tìm hiểu của anh ha. Dạ. Thứ hai là nội dung này anh rất là sẵn sàng thôi, tại vì anh làm lĩnh vực nhà máy, lĩnh vực sản xuất cũng hơn 10 năm rồi, bây giờ nó thấm vào nhà máu anh luôn rồi. Dạ. Thì đấy thì em cũng xin phép và chia sẻ đôi điều với anh, ví dụ như là ngày hôm đấy thì các anh chị quản lý sản xuất ngày hôm đấy thì như là các anh chị làm việc về quản đốc này, hay là các anh chị giám đốc sản xuất ấy anh. Theo anh Trường thì cái năng lực thành công nào để tạo nên một người quản lý sản xuất trong nhà máy tốt hả anh? Rồi, ok, cảm ơn câu hỏi của Linh nha. Thì tại câu hỏi của Linh là cái trăn trở của rất là nhiều người á. Tức là trăn trở ở đây là vì rất nhiều anh em trong nhà máy là xuất phát từ dân kỹ thuật. Giống như anh là xưa anh cũng là dân kỹ thuật. Và sau đó anh phát triển lên. Thì thực ra là đối với lại một cái người trong nhà máy nó cần bốn cái bộ kỹ năng hay là bốn cái bộ năng lực, và thông thường chúng ta chỉ quan tâm tới một bộ duy nhất. Đây là lý do vì sao mà rất nhiều anh chị rất tiếc là mình làm trong nhà máy nhưng mà mình rất khó tới cơ hội phát triển, tại vì mình chỉ luyện công đúng một bộ năng lực duy nhất thôi. Thì anh sẽ chia sẻ rất nhanh về bốn bộ năng lực này. Thứ nhất là bộ năng lực liên quan tới hard skill, thì những cái kỹ năng cứng hay gọi là kỹ năng chuyên môn, ví dụ như kỹ năng về cơ khí, về điện, về tự động hóa, về mặt bảo trì, ví dụ như vậy. Cái mảng số 2 là bên cạnh hard skill nó gọi là pro skill. Hồi xưa mình gọi là soft skill là kỹ năng mềm, tuy nhiên bây giờ nâng cấp lên là cái bộ là pro skill, là bộ năng lực làm việc chuyên nghiệp. Nó bao gồm toàn bộ cái bộ năng lực về soft skill như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm. Bên cạnh đó nó có thêm một số cái năng lực về pro skill, ví dụ năng lực về public speaking, về nói trước công chúng, về cái khả năng về giao lưu kết nối. Thì đây là một số cái kỹ năng năng lực để giúp cho cái người quản lý trong sản xuất ấy, ta thay mặt được doanh nghiệp và ta có được một cái năng lực cụ thể. Cái số 3 là mình có năng lực về leadership and management, tức là năng lực về lãnh đạo và quản lý. Thì mình đã gọi là quản lý sản xuất đúng không? Thì các vị trí chi tiết ví dụ như là tổ trưởng, giám sát, quản đốc hay giám đốc sản xuất họ cần phải có năng lực lãnh đạo quản lý. Và đây là cái phần mà rất thách thức đối với lại anh em dân kỹ thuật. Tại vì dân kỹ thuật đó thì thường học về kỹ thuật rất là giỏi, nhưng mà khi học về những cái năng lực về lãnh đạo quản lý hay học về soft skill như kỹ năng trình bày trước đám đông, nói trước công chúng, thì đây là những cái nỗi sợ hãi mà nó vô hình nằm bên trong của những anh em làm kỹ thuật rất là lâu.
Thì cái này là cái mà nó là thách thức, nhưng mà cái này thì thường anh em kỹ thuật mà luyện được thì nó sẽ rất nhanh vượt qua. Còn cái số 4 á, nó liên quan tới vấn đề về năng lực về ngoại ngữ. Thì thông thường á, là một cái điểm yếu của dân kỹ thuật cốt lõi từ xưa đến nay là điểm yếu về ngoại ngữ. Thì ngoại ngữ ở đây á, thì có thể là mình xài tiếng Anh. Tiếng Anh bây giờ nó rất là thông dụng rồi. Thì bên cạnh đó mình có thể học thêm một số tiếng khác nếu mà doanh nghiệp của mình yêu cầu, ví dụ như tiếng Trung hay tiếng Nhật. Thì nếu mà cái người mà có được điểm giao của bốn cái điểm này thì họ sẽ trở thành một cái người quản lý sản xuất xuất sắc. Thì anh chia sẻ ngắn gọn như vậy về những cái năng lực của một người quản lý có thể thành công được cho Linh ha. Em cảm ơn anh Trường ạ. Trời ơi, em không nghĩ là đúng là trước khi mà được trao đổi với anh thì em không nghĩ rằng là một người quản lý sản xuất lại cần có quá nhiều cái bộ năng lực như thế. Thì vâng, thì đấy thì em cũng chia sẻ với các quý vị khán giả ấy, thì là cũng là được biết là anh đã từng giữ cái vai trò là giám đốc các nhà máy của một số các công ty đa quốc gia, công ty lớn tại Việt Nam ấy. Thì anh Trường có thể chia sẻ một tới hai một cái kỷ niệm nào đấy hoặc là một cái trải nghiệm nào đấy mà mình cảm thấy là thú vị trong cái vai trò làm giám đốc các nhà máy, các công ty đa quốc gia này không ạ? Đừng nói là kỷ niệm nhiều lắm Linh ơi. Nhưng mà Linh cũng nghe những kỷ niệm cụ thể như thế nào, tại vì kỷ niệm thì nhiều lắm, tại vì anh làm hơn 10 năm trong nhà máy. Như giờ nhắc về nhà máy thì còn rất là xúc động. Thì không biết Linh muốn nghe về cái... Bởi vì là đúng như anh có nói thì anh là xuất thân từ dân kỹ thuật phải không anh? Thì đứng ở cái vai trò là người quản lý thì anh có gặp khó khăn gì trong việc quản trị nhân sự hay là trong gặp vấn đề gì trong cái việc vận hành ở cái vai trò của anh không ạ? Vận hành ở cái bộ phận của anh ạ? Dạ. Ok, thì chắc là câu chuyện nó dài, anh có thể chia sẻ 3 ngày 3 đêm được, nhưng mà trong phạm vi mình có 10 phút á thì anh chia sẻ rất ngắn gọn thôi. Tức là quay về lại cái câu hỏi của Linh về cái năng lực của người quản lý sản xuất ấy, thì thực ra là những anh em mà về kỹ thuật thì họ rất tự tin về năng lực chuyên môn. Tuy nhiên là những cái năng lực về kỹ năng mềm hay năng lực về lãnh đạo quản lý thì đó là những cái thách thức. Thì thông thường ấy, những anh em mà dân kỹ thuật ấy, thì họ thích làm việc với máy móc hơn là việc với con người. Thành ra cái sự khó khăn, những cái thử thách thì đó chính là làm việc với con người. Thì ngay cá nhân anh cũng vậy thôi. Thì ban đầu anh cũng gặp khó khăn về khi làm việc với con người. Tại vì mình là năng lực chuyên môn mình là ok rồi. Nhưng mà trong một cái doanh nghiệp ấy, nói chung, không riêng gì nhà máy ấy, thì nó có hai cấu phần, là phần hệ thống quy trình với phần thứ hai là phần con người. Thì hệ thống quy trình máy móc mình quen rồi, nhưng mà làm việc con người rất khó khăn. Thì lúc đó khó khăn thì anh cũng có đi học thêm về những cái năng lực, những cái kỹ năng để anh bổ trợ vào. Thì anh học những cái lớp về quản lý sản xuất, những cái lớp làm sao để mình tối ưu hóa trong sản xuất rất là tốt. Đó là lý do vì sao mà Linh chắc Linh cũng biết là những cái chứng nhận mà anh đang có như là Lean Six Sigma Master Black Belt hay là ISO Lead Auditor hay là những cái quản lý sản xuất chuyên nghiệp, thì đó là từ vấn đề hồi xưa anh gặp phải. Rồi sau đó anh học thêm những cái phần về thạc sĩ quản trị kinh doanh hay là tiến sĩ quản trị kinh doanh để anh bổ trợ vào những kiến thức. Và sau đó anh quay lại anh thấy là cái việc quản lý của mình nó nhẹ nhàng hơn. Và sau một thời gian rất dài anh nhận thấy là người ta quản lý trong nhà máy về nhân sự á, nó còn khỏe hơn là quản lý những cái ngành khác nữa. Và nếu mà thực sự mà mình vượt qua được cái giai đoạn đó thì mình cảm thấy là mình ưa thích với nó. Thì sau đó anh cảm thấy là cái việc mà mình làm trong nhà máy mình cảm giác rất là enjoy, rất là ưa thích, và mình rất thích tới nhà máy vào mỗi buổi sáng. Thì đó là cái mà cái cảm giác rất nhanh, câu chuyện rất nhanh anh muốn chia sẻ với lại Linh, quý vị khán giả.